các bạn nha. Nay quay các bạn coi mấy chục vuông tôm các bạn. Có hai phi nè, hai phi này để đi qua mương các bạn ơi. Đây là đang chục vuông tôm nha. Chục mau đó các bạn. Chạy như quỷ luôn. Ở trên dùng khác thì chụp bằng máy cài, còn ở vuông tôm mình chụp bằng cái máy này các bạn. Lời sới đang chụp là đó. Chụp đã không? Sới đang chụp đất vuông tôm các bạn. Chạy nhanh lắm. Nước à. Đây là con máy chụp, cái này vàng 400 các bạn. Rồi tới đang chụp. Nước trắng gần mình trắng, có vàng chụp con sao đó các bạn. Rồi đây là con máy chụp dùng gòm. Quả cua các bạn. Đây là ở trên dùng An Giang thì máy này là máy chạc, còn ở đây người ta làm hình máy chụp các bạn. Có phi ở chính giữa đó, ta làm đi qua mương khỏi cầu. Kéo gom hay mà này chụp như là không có ấy đè gom xuống thôi chứ không có gì cho nó lại đó công công mấy chục ngàn thôi. Còn nước kìa, nước lên, nước lên giờ các bạn. Đang chạy vô các bạn ơi, hay xa hay là qua không cảm mình nè. Nó máy chụp đang chạy vô các bạn. Chiếc máy chụp dùng tôm. Dùng này là dùng miệt khứ An Biên. Đây các bạn xem nó chụp à. Đang chụp rồi. Hai cái phi đó, có hai phi màu xanh nữa đó. Nó hơi xa quá, mình dơm nó hơi lại, không cảm mình đi. Ăn chị vô các bạn. Chụp đang cho nhận dơm xuống nuôi tôm các bạn ơi, không có gì cả. Hỏi như mấy chục ruộng mà chụp cho lên chập gà rồi nha. Này không xế mà ông dân đất cắt xong rồi, cái người ta chụp. Cái phi đó là một chút đó, nó chạy qua mương đó, nó khỏi cần chỉ cầu luôn các bạn, tại vì cái phi đó cho nổi cái máy lên, không bị chìm cái máy. Rồi thấy không, thấy đang chụp không, rồi giờ đường nó rồi các bạn.
sáng nha các bạn. Còn nước đồ đồ hết kìa. Ghê chưa? Đó. Bạn xem video nhớ like, gai đăng ký kênh để xem nhiều video mới các bạn. Có ý kiến gì comment bên dưới phần xét cho mình các bạn. Mình làm video hay hơn các bạn coi ha. Đang nước đồ. Thì ghê các bạn. Máy này chụp để dành sắm để dành chụp bãi vuông tôm này các bạn. Quay các bạn coi gì đi vừa quay các bạn coi nó có rung lắc nha các bạn, thông cảm cho mình nha. Một hai đường nữa rồi đó các bạn ơi. Tới trong rồi. Con đường nữa rồi nè các bạn ơi. Con đường nữa. Con đường nữa xong các bạn. Chụp rất ngon các bạn, chụp đè gơm á. Còn chụp mà đắt mà mềm nhặn gã là không được nha, tại nó nhẹ. Có cái phi đặng đỡ qua mương này, có nước là nổi rồi nè các bạn. Xem ta chế với mấy chụp đã không. Các bạn xem cho mình ý kiến nha. Cảm ơn các bạn, đó có mình giữa nè. Còn nước cả, cái nước cả dài nữa. Chạy qua cái mương đó đó các bạn. Mương cứ chạy vô qua mương các bạn. Mình đổi chấm đó, đó chìm quá không, đó nổi lên liền, đã có đèn rồi các bạn, rồi nước tràn tràn luôn, nó chạy nhanh lắm các bạn ơi, rồi nó chạy nhanh lắm. Cứng nhắc là đắt dung tôm mà đắt cứng nhắc là đắt chắc máy được cái rồi cứng nhắc.